Good Friday kanin ko mang. Kakat mizaw Presbyterian na. Tunahan hi kan ubar alaw teng to ah. Dar thum chan to ra ne tunahan hi le chan pe niya. Dar thum hai kan teng man to alaw me thai. Makan chungi ka vlog do si. Dar hi le nit somli pakwa drop off to ra tin ya. Kan teng man to ra kan ngayang. Ubar ewe. Airport kong lama chuyên tận cả là tiếng lama phê hiền airport kong mania phê lama hiền mani square lập bằng khát chuyên tận cả đôi số ek cái kia chụp ipod hun phê ngay đây tu star cái này kong mình lọt tao cả đi cái kong mình lọt Square. So, ding lama thau hian Apollo, ki Apollo zu. Mo? La la we ma seng, main road hi hemi highway hi galawang hian in rickshaw khan kal du lawa. Uber lau zana kal thailo. Vậy là mọi hiện stadium đi đang ở trong đó trong hiện cảnh sát phê chuyển nung là mà chơi nó cần đây nè không Sibos Road flyover, and yeah, this one, they fly over here, and same. JW Marriott, ITC Bengal, Royal Bengal, so I saw the Instagram store, atmosphere. ITC property vậy, a swimming pool vậy, under garage vậy, open tiếp chưa? Chắc hẳn đừng làm số mang anh thằng luôn, anh thằng anh đi đâu mày? Mày còn nói lúc cả quan, anh đi đâu phải lúc rồi? Giờ này sớm ra tới đỉnh cái chả, cái anh là giám sư nhà thiên đô nè em. Đinh lâm bằng áp hệ khan in New Market khan nhá. New Market để ra vậy. Bằng anh mày. Anh sẽ bắt ra về. Bằng anh hệ mà. ก็เฉลุตุกะปอเป้โซกันอะมากันเห็นนะพานิงเตชะอูเอลีเตเนนะคันเรียนะคะสุตะจังกันเรียเพนอะไนซินคะตะจังซอนสุตะจังซอนไลเพอะฮันโตเตเนเลลุนิดโซมะละอะมากะสะนะ
somli panga ang ina umang phone at chuan kasi na minute ngay na pa hemi opposite ayan lamart tu of tamo so lamang so ding lang pa nga so kapag bike lang kaka element sa kan senior G na ang lutok dan location nilawa min subli rito may then titsi na ang so al buwan bi hawan lo lang tolom wapi ha wala ganun din wala ka ka siya lang ka lang ah lahi ah min drop off nga tahiyan o lahi ahiyan ni kung an boom ba uwe kita jangan kalau tu ni tahan pay tu umai kalau hutan kecil pun ikut dia tu bukannya kita han minit so malam hello mana Bishop's College uyi ha lu diak tu ni angin beri we pun nak tu mana malam tahan ya so pasti ngapo lah om nama dia masih kami tu press betul yang biar kita pangai ni lau Thank you.